chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Hè Ba Miền, Hè Ăn Ngon. Cô ơi, cô biết không, trong những ngày hè nóng nực như vậy nè, ngoài việc vui chơi ra thì em cũng không quên tự thưởng cho mình những món ngon đến từ mọi miền của đất nước đó. Vậy thì Minh Châu đang nghĩ đến món ngon nào nhỉ? Em hả, trong tiết trời nóng nực như vậy, em nghĩ đến một tô canh chua. Đúng rồi, ở nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Xét về mặt ngũ vị trong ẩm thực thì vị chua đóng một vai trò rất quan trọng cho cơ thể vào những ngày nắng nóng. Chính vì thế món ăn này phổ biến cả ba miền Bắc, Trung, Nam, dù mỗi một nơi lại có cách tạo vị chua mang sắc thái riêng. Cô miêu tả vậy là em tưởng tượng ngay đến cái vị chua chua ngọt ngọt, thanh mát làm sao á của món riêu cua nè, riêu cá nè. Nghe Minh Châu nói, cô nghĩ là Minh Châu đang nghĩ đến các món riêu của miền Bắc. Minh Châu có biết không, cũng là một tô canh chua nhưng mỗi một nơi lại có cách nêm vị khác nhau. Đặc biệt ở miền Bắc, vị chua thật đa dạng và phong phú, hầu hết được xuất phát từ các loại gia vị lên men tự nhiên như giấm nuôi này, giấm gạo, giấm bỗng và cơm mẻ. Hay quá, nghe cô miêu tả như vậy thì em chỉ muốn ra Bắc ngay thôi để thưởng thức ngay món riêu đó. Cần gì Minh Châu phải ra tận ngoài Bắc. Ngày hôm nay cô sẽ trực tiếp giới thiệu cùng quý vị khán giả. Và Minh Châu có thể tự nấu được món này vì rất đơn giản, đó là món canh riêu cua. Để thực hiện được món canh riêu cua, các bạn cần chuẩn bị 200g cua đồng xay, gạch cua, cà chua chín, thì là hành lá, cơm mẻ, dầu ăn và hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Trước tiên chúng ta sẽ lọc cua như sau. Cua đồng này chúng ta cho 1 lít nước lạnh vào, bóp và hòa tan cho đều. Và cuối cùng các bạn nhớ, Minh Châu cũng phải nhớ là chúng ta sẽ lọc và gạn khoảng 2-3 lần để chúng ta lấy được hết phần thịt cua và loại bỏ được cả những phần xác nhỏ, để lát nữa khi ăn miếng thịt cua sẽ cho chúng ta cảm giác mềm. Đây là nồi nước cua tôi đã lọc trước. Các bạn nhớ nêm 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, hòa cho tan rồi mới nấu. Làm như thế này, các bạn nên nhớ tí nữa miếng thịt cua của chúng ta sẽ rất ngọt và thơm. Đây là kinh nghiệm của cô Đông đúng không nè? Quý vị khán giả thân mến, khi mà lọc cua xong rồi, quý vị nhớ nêm vào 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon nhé, để cho món cua được thơm ngon hơn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cắt cà chua thành những miếng mỏng. Tiếp theo, đầu hành trắng này bằm nhỏ. Tại sao món này mình không dùng hành tím hay là tỏi mà mình lại dùng đầu hành để làm vậy cô? Đầu hành này rất là thơm và khi chúng ta chưng với gạch cua, nó tạo ra một cái mùi thơm rất là đặc biệt và chỉ có riêu cua đồng mới có thôi. Chúng ta sẽ cắt khúc hành và thì là khoảng 4 cm. Bây giờ Minh Châu giúp cô hãy bật lửa lên để chúng ta nấu nồi nước cua này. Minh Châu và các bạn lưu ý, khi chúng ta nấu cua chúng ta để lửa lớn. Khi toàn bộ phần thịt cua đã nổi dề lên là các bạn nhớ phải hạ nhỏ lửa liền. Nếu để lửa to, toàn bộ dề cua và thịt cua này sẽ bị bể vỡ ra, trông không hề đẹp mắt chút nào. Bây giờ chúng ta sẽ phi hành trắng. Các bạn cho khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Khi các bạn thấy đầu hành này đã có mùi thơm và các bạn nhớ phi non thôi, đừng có phi già quá. Để lát nữa chúng ta chưng gạch cua sẽ giữ được cái mùi thơm nguyên chất của gạch cua. Khi cà chua đã mềm rồi, chúng ta nhớ cho gạch cua vào. Lúc này thì màu đỏ và màu vàng sẽ kết hợp lại với nhau tạo thành một màu rất là tuyệt đẹp phải không cô? Và rất đặc trưng của món riêu cua đồng này đấy Minh Châu ơi. Dạ. Và tương đối nhuyễn rồi, chúng ta cho gạch cua vào. Các bạn nhớ khi cho gạch cua vào, chúng ta đảo nhanh tay, rồi chúng ta tắt lửa liền. Nồi nước cua của chúng ta bây giờ đã được rồi. Dề cua đang nổi lên và đóng váng chắc như thế này, chúng ta sẽ cho cà chua đã xào chín vào. Chắc là phải nhẹ tay nếu không sẽ bể cái ván cua phải không cô? Đúng rồi. Tiếp theo các bạn nêm 3 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Chúng ta sẽ cho 5 đến 6 muỗng canh cơm mẻ đã được lọc sẵn như thế này vào nồi riêu cua. Cuối cùng các bạn cho toàn bộ hành và thì là vào. Như vậy là hoàn thành đúng không cô? Vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn tất rất nhanh phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ múc canh riêu cua ra một cái tô như thế này. Các bạn nhớ chúng ta sẽ rất nhẹ tay để giữ được miếng gạch cua của chúng ta không bị bể vỡ.
Một tô canh riêu cua đã được hoàn thành và rất nhanh. Bây giờ nhiệm vụ của Minh Châu là phải nếm được rồi chia sẻ cảm nhận với cô Đông cùng quý vị khán giả. Dạ chắc chắn rồi. Đây cô mời em dùng thử rồi chia sẻ cảm nhận với cô cùng quý vị khán giả nhé. Dạ em cảm ơn cô ạ. Vị chua dịu nhẹ của mẻ nè, vị bùi bùi thơm thơm của thịt cua và gạch cua nữa chứ. Chà, không lẽ mình đang ở Hà Nội thì sao ta? Hè ba miền, hè ăn ngon. Em cảm ơn cô Đông và hy vọng là quý vị khán giả đã rất vui vì đồng hành cùng với Minh Châu trong chuyến đi ngược ra miền Bắc để chúng ta tìm hiểu một món ngon từ phương Bắc. Và chắc chắn rằng với chủ đề Hè ba miền, hè ăn ngon, chương trình sẽ còn đem đến cho quý vị rất nhiều món ăn trên mọi miền của đất nước. Rất thú vị, chắc chắn quý vị sẽ không thể bỏ qua được đâu. Còn bây giờ thì trước khi chào tạm biệt, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ những cách để quý vị có thể đóng góp cho chương trình ngày một tốt hơn. Đó là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn hoặc Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto số 0838237557. Còn bây giờ cô Đông và Minh Châu xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.